Hầu như gia đình nào cũng đều có một cái tét nước trên mái nhà Và chúng ta sẽ dùng bơm để bơm nước lên trên mái nhà đúng không ạ Và trên tét nước thì nó sẽ có một cái phao điện Tuy nhiên cái phao điện này nó lấy điện trực tiếp từ điện 220 nó kéo lên Nên là rất nguy hiểm và đã có những trường hợp xảy ra chết người do điện nó dò ra cái bồn Vậy có cái giải pháp nào để chúng ta có thể khắc phục triệt để cái vấn đề này Có nghĩa là nếu như mà không may cái dây điện nó dò ra bồn Chúng ta chạm vào cũng không chết người được hay không Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái sản phẩm Đây, đây chính là cái sản phẩm mà mình muốn chia sẻ với các bạn đây đây là một sản phẩm sẽ giúp bảo vệ tính mạng cho các bạn và đảm bảo rằng với cái sản phẩm này thì các bạn sẽ không lo bị điện giật Rồi trước khi mà chúng ta tìm hiểu cái sản phẩm này Thì mình sẽ phân tích lại cho các bạn Vì sao cách đấu thông thường lại nguy cơ điện giật Thì các bạn có thể thấy đây Đây chính là cái sơ đồ mà thông thường chúng ta hay đấu đúng không ạ Với cái sơ đồ đấu thông thường Có bạn nói là điện cấp lên cái phao điện ở phía trên này Thì chúng ta sẽ dùng cái dây trung tính tức là cái dây nguội này cấp lên thì không sao không lo điện dò cái này là hoàn toàn sai lầm các bạn nhé để mình phân tích cho các bạn xem này đây ví dụ như là cái dây ở trên này là cái dây trung tính mình cấp thẳng lên cái phao đây đúng không ạ thì một cực của phao là yên tâm nó điện nó dò ra thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhiều nhưng các bạn để ý ở dưới này cái dây ở phía dưới là dây pha nó sẽ truyền qua cuộn dây của máy bơm sau đó nó sẽ đi lên đấy nó sẽ đi lên như này như vậy là ở một cực còn lại của phao điện sẽ luôn có điện nguy hiểm. Đây là cái dây pha. Do đó nếu các bạn có kéo cái dây trung tính đi lên thẳng lên phao thì cái cực còn lại nó vẫn có cái điện điện áp nóng gọi là cái dây pha nó chờ sẵn ở đấy, nó rất nguy hiểm. Ngược lại nếu như mà dây ở phía trên mà chúng ta kéo dây pha lên thì nó cũng nguy hiểm đúng không ạ? Như vậy là các bạn có đảo chiều dây nào thì nó cũng đều nguy hiểm Nếu như mà chúng ta đấu theo cái cách thông thường Bởi vì sao? Bởi vì trên bồn nước luôn luôn có điện 220 Nó thường trực ở đấy và khi mà nó dò ra nó nứt hoặc là nó, nó bị chuột cắn Nó dò ra nó cực kỳ nguy hiểm Kể cả như mà nó không gây chết người Nhưng mà chúng ta sờ vào chúng ta bị giật và giật mình Thì chúng ta rơi ngã từ trên độ cao xuống Nó cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng Nên là cái cách đấu thông thường như này là rất nguy hiểm đúng không ạ? Đây mình có một cái sơ đồ đấu nối giống như cái cách đấu nối thông thường tức là giống như cái sơ đồ lúc nãy mình đã chia sẻ với các bạn. Thì trong đấy đây là một cái phao điện. Cái phao điện này là cái phao rất thông dụng rồi. Và mình sẽ dùng một cái đồng hồ vô này, mình sẽ kẹp ở hai cái đầu phao điện này để các bạn xem là cái điện áp ở hai đầu phao điện nó như thế nào. Ở đây mình sẽ dùng một cái quạt là mô phỏng như là một cái máy bơm và mình cắm vào cái ổ cắm này theo cái cách đấu như thông thường thì các bạn nhìn thấy này khi mà cái phao chưa kích hoạt bơm chưa chạy thì các bạn nhìn thấy là điện áp nó đang 220 ở hai cực nhá đây mình sẽ dùng một cái bút điện mình thử các bạn nhá các bạn nhìn thấy cái bút điện sáng chưa đây cái cực này thì bút điện không sáng nhá bây giờ mình đảo cực như này mình đảo cái cực nguồn vào này mình đảo cực nguồn vào nhá thì cái đầu này nó sẽ không còn sáng nữa đúng không ạ đấy cái này nó không còn sáng nữa đây còn đầu này nó sẽ sáng này các bạn nhìn thấy bút điện sáng nhá và điện vẫn là 220 các bạn có thấy nguy hiểm không đây này kích hoạt bơm này đấy phao này nước cạn là kích hoạt là bơm chạy này nhả này kích hoạt bơm chạy này các bạn thấy chưa đấy khi mà bơm nó không chạy thì cái hai đầu cực của nó luôn luôn có cái điện áp 220 nó thường trực đấy nó rất chi là nguy hiểm luôn các bạn nhé rồi bây giờ mình cùng các bạn sẽ xem thiết bị này nó có những cái gì các bạn nhé cầm khá nặng tay luôn các bạn ạ ở đây nó cũng có khá nhiều mô của nó À, A01, A03, A06 Thì với A06 là nó có đầy đủ các cái tính năng nhất Trong đó là nó có cả cái tính năng là chống cháy máy bơm Đây Đây thì bên trong của nó thì nó gồm có một cái hướng dẫn sử dụng các bạn nhé In màu khá đẹp luôn à Đây các bạn nhìn thấy ở trong nó à, hướng dẫn đấu này khá chi tiết luôn Cái này các bạn nhìn sơ đồ là các bạn biết một chút về điện là các bạn đấu được rồi Thì còn đây, đây chính là cái hình dáng của em nó đây với cái thiết kế này thì các bạn có thể là bắn bốn cái ốc này vào tường, các bạn bắn vào tường được hoặc là các bạn có thể là gài bằng cái thanh dây thông dụng, Đấy, ở đây nó có cái khe gài thanh dây. Này. ở trên mặt của nó thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái nút bấm gọi là cái nút bật cưỡng bức hay là nút bật tắt bằng tay, các bạn nhấn mà nó lún xuống như này thì là bật này, nhấn lần nữa là nó sẽ nhả ra là tắt. Về cái cách đấu thì các bạn nhìn thấy trên đây nó ghi rất rõ ràng luôn này. Thế cái nguồn AC là cái nguồn vào này thì cái dây trung tính các bạn sẽ đấu vào cái N và cái dây pha đấu vào L. Thế các bạn đấu đúng cực của nó nhé các bạn nhé. Còn số 1, số 2 là chúng ta sẽ đấu ra bơm. Còn A1, A2 là chúng ta sẽ đấu lên hai cái tiếp điểm, hai cái cực ở trên phao nhé các bạn nhé thì các bạn lưu ý này ở trên phao nhất là cái phao thông dụng mà nó có hai cái quả nặng tròn tròn như này thì trên phao đấy nó sẽ có hai cặp tiếp điểm các bạn nhé nó ký hiệu là A1 A2 là một cặp này B1 B2 là cặp thứ hai này thì ở đây hướng dẫn là đấu vào cặp tiếp điểm A1 A2 bởi vì cặp tiếp điểm A1 A2 ở trên phao loại này nó là cặp tiếp điểm thường hở khi mà nước nó cạn thì cái quả nặng nó kéo xuống thì A1 A2 nó mới đóng còn lại khi mà nước nó đầy thì nó sẽ hở ra còn ở đây nó sẽ có một cái đèn vàng Nó báo hiệu là bật bơm Bơm bật thì cái đèn này sáng này Còn cái này là cái đèn báo nguồn Đây mình đã đấu nối theo đúng cái sơ đồ hướng dẫn này các bạn nhé Thì à, đây là nguồn vào này các bạn này Đây nguồn vào đây nhá Nguồn vào này là nguồn vào 220 này Và cái số 1 số 2 Là mình sẽ đấu ra bơm Thì là mình sẽ đấu ra cái ổ cắm này Ổ cắm này thì mình sẽ cắm cái quạt kia là mô phỏng bơm đây Còn chân A1 A2 Thì là mình sẽ đấu vào cái phao phao ở phía trên này các bạn nhé đấy cái phao này đó ở đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ vạn năng để mình sẽ đo kẹp trực tiếp vào hai cái cực A1, A2 của phao các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy cái thông số của nó ghi trên đây này. Cái điện áp vào là 220V này. Và cái công suất mà nó cấp ra bơm thì là cái mắc của nó là 2000W, tức là 2kg đấy. Thì thông thường các bạn dùng khoảng 1,5kg trở xuống thì nó sẽ bền hơn. Và cái điện áp mà cấp lên phao, đây chính là cái vấn đề đây là 12V. Thì với cái điện áp 12V này mà lại điện áp DC một chiều thì các bạn yên tâm được rằng nó sẽ không giật. Cũng giống như mà các bạn sờ vào hai cái cực của bình ắc quy xe máy 12V ấy, nó đâu có giật gì đâu. Rồi bây giờ mình sẽ test luôn cho các bạn xem nhé. Thì các bạn nhìn thấy này, đồng hồ nó đang đo điện áp ở hai cực của cái phao đang là 16V. À, nó lại lớn hơn so với cái thông số công bố là 12V Đây thực tế nó đang là 16V các bạn nhé Đây cái khi mà cái phao nó hoạt động này Các bạn nhìn thấy này kích này thì bơm chạy đúng không ạ ngắt này là bơm tắt này đấy kích bơm chạy này ngắt là bơm tắt này ok thì bây giờ các bạn nhìn thấy là cái điện áp ở hai cái cực trên phao nó chỉ có 16V DC một chiều thôi thì bây giờ mình sẽ dùng tay mình sờ luôn này các bạn nhìn thấy này đấy không có giật nha sờ cực kia này không giật nha các bạn sờ thoải mái luôn nhá không bao giờ bị giật nữa bởi vì điện áp 220 nó không kéo lên phao nữa mà nó chỉ là điện áp DC một chiều 12 đến 16 V nó kéo lên phao thôi nên là các bạn sờ vào thoải mái luôn. Đây, mình sờ rất chi là thoải mái luôn, không lo một cái vấn đề gì cả. Thì đấy, đấy chính là cái tính năng chống giật và cái tính năng là tính năng cực kỳ quý giá của cái thiết bị này các bạn nhé. À, đối với trường hợp mà các bạn muốn bơm cưỡng bức cho cái máy bơm Ví dụ như là cái phao nó đầy rồi Nhưng mà các bạn muốn bật nữa Thì các bạn sẽ dùng nút nhấn này Các bạn nhấn này Đây là cái trường hợp bơm cứ bức Có nghĩa là nhấn thì là bơm chạy Nhấn một lần nữa thì là tắt à, Tiếc một điều rằng Đó là cái thiết bị này nó không chế ra cái bộ hiện giờ Có nghĩa là khi mà các bạn nhấn này Thì theo mình à, Thiết bị này nên nên để ở một cái chế độ khoảng 30 phút và sau 30 phút đấy nó sẽ tự động nó ngắt cái thiết bị bơm cho chúng ta để tránh trường hợp mà khi mà chúng ta sử dụng cái chế độ bằng tay này mà chúng ta nhấn bật lên nhưng mà chúng ta quên mất chúng ta không tắt đi thì lại bơm như thế nó chạy liên tục liên tục như thế thì khi mà nó cạn nước rồi thì nhiều khi là nó cháy mặc dù cái thiết bị này nó có cái modem là A06 thì có tính năng là chống cạn nước nhưng mà với cái A01 này nên có cái tính năng hẹn giờ thì tốt hơn và hy vọng là các cái phiên bản sau À, nhà sản xuất sẽ nâng cấp lên lên đây mình đã mở ra cho các bạn xem bên trong này các bạn nhé đây là chính là cái mạch bên trong này thì các bạn nhìn thấy là với cái thiết bị này nó sẽ hạ áp thông qua một cái biến áp các bạn nhé và biến áp này là biến áp cách ly giữa nguồn sơ cấp và nguồn thứ cấp hoàn toàn cách ly các bạn nhé ở đây các bạn nhìn thấy là nó đóng cắt máy bơm bằng một cái dơ le khá lớn như này 12V từ cái biến áp này nó sẽ nắn dòng qua cái con này là con cầu diode này sau đó là nó lọc nguồn qua cái tụ này và nó sẽ cấp nguồn cho dơ le thông qua cái phao các bạn nha hoặc là cái công tắc nhấn này ở đây nó sẽ có một công tắc ở cái mặt này cái mặt dưới thì không có cái gì cả nói chung là với một cái thiết bị nào mà cái mạch nó càng đơn giản thì cái tỷ lệ hỏng nó càng ít các bạn ạ đây mình sẽ test cho các bạn xem Xem là cái công suất của cái mạch này nó tiêu thụ như thế nào các bạn nhé Đây mình cắm này Đây là cái đèn đỏ nó sáng này Thì các bạn nhìn thấy này Công suất gần như là nó không ngoát này Ăn rất ít Bây giờ mình kích hoạt cái bơm Xem là nó sẽ ăn bao nhiêu nhá Đây mình kích hoạt cái phao này Các bạn nhìn thấy chưa Là dơ le đóng này Thì khi mà dơ le đóng có nghĩa là cái thiết bị này nó hoạt động Đấy cái thiết bị này nó hoạt động thì nó đang ăn với cái công suất khoảng 3 cho tới 4 W, 3 tới 4 W. Tức là nó rất nhỏ thôi Với cái công suất này nó giống như một cái bóng đèn ngủ ở nhà chúng ta thôi. Và với một cái thiết bị điện nào mà nó ăn công suất nó quá nhỏ như này, dưới 5 W này thì cái độ bền nó rất cao luôn các bạn ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn muốn mình review thêm các sản phẩm khác, các bạn hãy bình luận ở dưới phần video nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.